Bây giờ các bạn sẽ xây dựng bằng cách là chúng ta sẽ vẽ vùng biên, đúng không? Vậy bây giờ ha, chúng ta sẽ có đây là tỉ trọng, đây là cái mình cần phải tìm này, đó mà. Để tôi có cái vùng biên rộng ha. Đây là chứng khoán. Đó mà. Đây, tỉ trọng đầu tư vào các chứng khoán. Thì như vậy ở đây tỉ trọng này các bạn có thể cho nó bất kỳ số mà nó là bao nhiêu cũng được, đúng không? Tức là bên trên đây là cái ẩn mình đang cần tìm, thì mình sẽ gọi cái ẩn nó đây là x1, x2, x3, x4, đúng không? Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ phải thay cái x1, x2, x3, x4 lên thành bằng số. Thì số thì mình các bạn cho số nào cũng được, đúng không? Như vậy ở đây chúng tôi để 0% thử hạn. Các bạn chọn luôn đi. Tỷ suất sinh lợi của danh mục ORB, đó mà. Như vậy ở đây tỷ suất sinh lợi của danh mục tôi sử dụng hàm sum product cho nó nhanh ha. Đây là sum product này.